Michael đang chạy trên phố. Anh ấy đang ở trong một cơn ác mộng khủng khiếp này đã biến thành hiện thực. Anh đi qua mọi người, những khuôn mặt kỳ lạ, nhưng Michael chẳng có thì giờ mà nhìn họ. Trái tim anh chỉ trực nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh chạy vào một con hẻm tối, đâm vào một thùng rác và ngã xuống. Anh thấy những tấm áp phích hình người được treo trên tường. Ai nấy đều có cái miệng mở rộng đến khó tin. Những cái răng to lớn hình tam giác nhô ra từ miệng. Michael đứng dậy và thấy hai người đang đến gần, một đàn ông và một phụ nữ. Họ nhìn Michael và mỉm cười với cái miệng lớn, lộ ra những con dao găm sắc nhọn chứ không phải là răng. Họ từ từ tiến đến gần Michael và càng lúc càng cười rộng hơn. Nhìn vào mắt họ, Michael thấy cơn đói khát không thể kìm nén, mà có lẽ họ sẽ được thỏa mãn trong vài giây tới. Michael chuẩn bị ngất lịm đi. Hãy quay ngược thời gian 20 phút trước để xem chuyện gì đã xảy ra ở đây nhé. Răng Megalodon khá giống với cá mập trắng, có điều nó to hơn nhiều. Kích thước trung bình tương đương với lòng bàn tay của người lớn. Thường thì chúng ta có 32 chiếc răng, vậy miệng phải lớn cỡ nào mới vừa được 32 lòng bàn tay ở hai hàng đây? Hẳn nó phải siêu to khổng lồ. Đó là suy nghĩ của Michael khi cầm một chiếc răng khổng lồ mà anh tìm thấy ngoài khơi bờ biển Florida vào năm ngoái. Khảo cổ là sở thích của Michael, nhưng đam mê của anh ấy luôn là khoa học. Michael đã tạo ra một dự án có thể mô phỏng các cách tiến hóa khác nhau. Hàng triệu terabyte dữ liệu, hàng trăm ngàn nhà khoa học trên khắp thế giới, hàng chục trung tâm nghiên cứu, tất cả đều cần thiết để tạo ra chương trình mô phỏng độc đáo, và đó là cách nó hoạt động. Bạn có thể kiểm tra bất kỳ giả thuyết nào trên máy tính. Ví dụ, bạn muốn biết thế giới sẽ ra sao nếu không có loài chim. Chương trình này sẽ nghiên cứu mọi dữ liệu về quá trình tiến hóa của chim và lịch sử của hành tinh. Sau đó, nó tạo ra một mô phỏng chính xác dựa trên dữ liệu này. Michael đeo kính đặc biệt vào. Ống kính kết nối với não của anh ấy thông qua đôi mắt và Michael đi vào thế giới ảo. Trên hành tinh không có loài chim, con người không phát minh ra máy bay do không có gì truyền cảm hứng cho họ. Thế giới này không phát triển lắm vì con người bị chia cắt bởi khoảng cách. Trong phòng thí nghiệm, tuy cơ thể Michael đang ngủ nhưng bộ não lại đang cho anh phiêu lưu ở một thế giới khác. Sau một giờ, chương trình sẽ tự động ngắt kết nối Michael với trình mô phỏng. Michael cầm chiếc răng và nói to, điều gì sẽ xảy ra nếu con người có răng của Megalodon nhỉ? Anh ấy quên mất là mình đang đeo kính. Chương trình nhận ra giọng nói của Michael và bắt đầu hoạt động. Về mặt lý thuyết, một thế giới như vậy là không thể. Michael tin rằng chương trình sẽ không thành công. Nhưng không ngờ nó lại tạo ra một trình mô phỏng và đưa anh đến đó. Giờ đây, anh ấy phải tồn tại trong một thế giới của những người có răng khổng lồ trong một giờ. Hai trong số họ đang đến gần Michael. Họ đưa tay về phía anh. Michael chỉ biết nhắm mắt lại, sợ hãi cơn đau thể xác. Vì não không biết rằng Michael đang ở trong thế giới mô phỏng, nên cơn đau sẽ là thật. Người đàn ông hỏi, này anh bạn, cậu có sao không? Cô gái kia lo lắng, có gì mà cậu sợ xanh mặt thế? Michael ngạc nhiên nhìn họ và trả lời, hai người... Họ bật cười, nhe ra hàm răng dữ tợn. Họ an ủi Michael rằng anh đang ở nơi an toàn nhất trong vũ trụ. Đây là một hành tinh có những người tốt bụng nhất sinh sống. Michael ngờ vực hỏi, tại sao các bạn lại có răng thế này? Và tại sao các bạn lại tốt bụng như vậy? Hàng triệu năm trước, khi Megalodon thống trị đại dương, thì băng hà đã không xảy ra. Cá mập khổng lồ vẫn tiếp tục bơi trong những vùng biển ấm áp trên khắp thế giới. Càng ngày chúng càng sinh sôi nảy nở, dẫn đến sự sụt giảm trong quần thể của mọi loài sinh vật biển khác. Thế rồi, biển cạn thức ăn. Các loài cá nhỏ hơn bơi trong vùng nước nông để thoát khỏi lũ Megalodon. Sau đó, trong hàng ngàn năm, chúng lên mặt đất. Cá mập bự con cũng muốn sống sót nên cũng lao ra khỏi đại dương. Chúng tiến hóa thành những sinh vật đứng thẳng, vây và đuôi cá biến mất. Megalodon mọc cánh tay và chân, cột sống của chúng trở nên thẳng, nhưng có một điểm không thay đổi, đó là hàm răng. Chúng là loài vật ghê gớm nhất đại dương, và sau đó chúng trở thành những sinh vật nguy hiểm nhất trên đất liền. Không loài nào có thể đánh bại vị trí số 1 trong chuỗi thức ăn của chúng. Cá mập đứng thẳng dần lan rộng ra trên khắp hành tinh, ngay cả ở phía Bắc. Chúng đã thích nghi với khí hậu giá lạnh. Làn da mịn của chúng bắt đầu mọc lông. Meg đã sống sót qua vài kỷ nguyên lạnh giá, cũng như thời kỳ hạn hán. Chúng trở thành vua của thế giới nhờ những cái răng sắc nhọn và hai hàm đồ sộ. Cấu tạo cơ thể của chúng liên tục thay đổi. Da càng lúc càng bong chóc nhiều. Tóc cũng dần mọc ra ở trên đầu. Móng xuất hiện trên các ngón tay của chúng. Chúng đã hoàn toàn biến thành con người với cái miệng khổng lồ chứa đầy răng sắc nhọn. Có một đặc điểm nữa mà chúng thừa hưởng từ loài cá mập cổ đại.
đó là tính khát máu. Bản tính hiếu chiến và mong muốn chiếm hữu càng nhiều đất đai càng tốt đã khiến những người này trở thành kẻ hủy diệt của hành tinh. Họ đã tiêu diệt gần hết các loài động vật, sau đó họ bắt đầu chiến đấu với nhau. Cuộc xung đột trên hành tinh này mãi vẫn chưa có hồi kết, nạn đói bắt đầu hoành hành. Con cháu của loài cá mập cổ đại không còn đủ thức ăn bởi vì cơn khát không được thỏa mãn của chúng đã tiêu diệt mọi loài động vật khác. Và khi những con người răng to đang ở trên đà biến mất hoàn toàn, gần như mất hết hy vọng, họ chợt nhận ra rằng cuộc sống chỉ tiếp diễn khi có hòa bình và hạnh phúc. Con người đã dành ra hàng ngàn năm tiếp theo để xây dựng lại toàn bộ hành tinh. Họ đưa ra luật hạn chế tiêu thụ thức ăn, sau đó họ sản xuất thịt nhân tạo. Đó là cả một quá trình chuyển đổi khó khăn, nhưng họ đã đối phó được. Họ đã cấm xung đột và thù hận. Họ đã khôi phục lại thế giới động vật hoang dã và phát triển một nền văn minh mới. Họ học cách giải quyết mọi vấn đề qua việc hỗ trợ lẫn nhau. Bản tính hiếu chiến dần được tiết chế và nằm ngủ yên. Nhưng cái miệng lớn và hàm răng sắc nhọn vẫn còn đó. Nhìn bên ngoài, loài người này trông giống như quái vật nguy hiểm và hung dữ, nhất là khi họ cười. Nhưng đằng sau nụ cười toàn răng này là trái tim nhân hậu và biết cảm thông. Trong hàng triệu năm, họ đã sử dụng răng của mình để... Chà, bạn biết đấy. Giờ đây, họ tận dụng hàm răng siêu chắc khỏe để xử lý gỗ và cắt kim loại. Họ cũng dùng răng của mình để làm kim. Ở thế giới này, bạn khó mà tìm được nhà nào có dao vì họ đã có công cụ tiện lợi hơn nhiều, hàm răng. Họ cũng không tạo ra rìu. Con người có thể chặt gỗ bằng hàm. Cái lạnh, sức nóng, kim loại, gỗ, thủy tinh, không có gì có thể làm tổn thương miệng cá mập. Nhưng rồi họ phát hiện ra đường, bánh ngọt, kẹo và sô-cô-la sữa khiến họ gặp phải một số vấn đề nghiêm trọng về răng miệng. Tuy mỗi thành phố có hàng trăm nha sĩ nhưng vẫn chưa đủ để giải quyết vấn đề. Mọi người phụ thuộc vào hàm răng của mình nhiều đến mức phải tự trở thành nha sĩ. Người dân nào cũng học các khóa nha khoa cơ bản để tự điều trị sâu răng. Nền văn hóa răng đã lan rộng và phổ biến hơn cả dịch vụ nha khoa. Nhiều người bắt đầu xăm hình lên răng. Một số có hàm răng chẳng khác nào tranh sơn dầu sặc sỡ. Có người còn phủ phốt pho lên răng. Hãy tưởng tượng bạn có nụ cười phát sáng trong bóng tối mà xem. Người ta rèn luyện cơ hàm bằng các thiết bị đặc biệt, dụng cụ mở rộng miệng. Họ đặt những miếng đệm cao su lên răng rồi nhai bóng cao su để rèn luyện cơ bắp. Ngoài các tiệm móng tay, móng chân, người ta còn đến tiệm mài răng. Răng càng sắc và chắc khỏe thì người đó càng tốt bụng. Họ luôn nhớ rằng dù chỉ một sự gây gổ nhỏ cũng có thể dẫn đến xung đột lớn. Việc đó giống như que diêm rơi vào thùng xăng vậy. Chính vì thế, mọi người thiền định và tập các kỹ thuật khác để tìm kiếm sự bình yên, tĩnh tâm. Ai nấy đều chỉnh chu và thích chăm sóc bản thân, yêu mỹ phẩm và lối sống lành mạnh. Họ chẳng bao giờ cãi vã và cũng chẳng dám làm liều. Họ luôn tuân theo bộ quy tắc. Loài người này hiếm khi bị thương. Mọi người được sống trong môi trường an toàn tuyệt đối. Họ còn không thèm lắp khóa ở cửa. Thế giới này dường như quá hoàn hảo. Ở đây không ai phải khóc, không ai la hét cả. Ai cũng tươi cười rạng rỡ và không thể buồn quá lâu. Vậy nên, đúng thế, Michael đã ở một nơi an toàn. Anh đi trên đường và nhìn thấy những gương mặt hạnh phúc. Michael nhìn thấy vết sức nhỏ trên lòng bàn tay. Chắc là do khi nãy bị ngã trong con hẻm. Anh nhìn nó và nhận ra mọi chuyển động xung quanh mình đều dừng lại. Hàng trăm người bỗng đóng băng. Tất cả đang nhìn Michael. Tại vết sức của anh ấy, nước bọt chảy ra từ những cái miệng, toàn răng, đồng tử của họ giãn ra. Hình như bản năng cá mập đã thức tỉnh. Giờ thì Michael đã không còn cơ hội trốn thoát. Đúng lúc này, chương trình đã đưa anh ra khỏi thế giới mô phỏng. Sân khấu đã được chuẩn bị xong. Bạn đang đứng dưới spotlight, ai nấy đều hướng mắt về bạn. Bề mặt bóng của đàn piano đang tỏa sáng lấp lánh dưới ánh đèn. Bạn đặt các ngón tay lên phím đàn và bắt đầu chơi. Vì mỗi bàn tay có 20 ngón nên bạn có thể chơi được nhiều nốt và tạo ra âm thanh phong phú hơn. Với 40 ngón tay lướt trên chiếc đàn, mỗi hợp âm piano có thể có thêm các quãng 8 và các nốt bổ sung. Khi bạn kết thúc màn trình diễn, mọi người đều đứng dậy và vỗ tay tán thưởng. Âm thanh vỗ tay rất lớn vì bàn tay phải trở nên siêu to mới chứa vừa 20 ngón. Bạn đang ở trên một chiếc thuyền trôi giữa hồ, sẵn sàng để bơi. Người bạn đẩy bạn xuống và đua với bạn vào bờ. Vì cả hai bạn đều có 20 ngón trên mỗi bàn tay và bàn chân, nên việc bơi và quả tay rất dễ dàng. Chúng đóng vai trò như bánh lái tự nhiên vậy. Bạn đã thắng anh ấy và bơi đến bờ. Sau đó, bạn bơi ngược về thuyền, quả tay và chân.
Sau khi bơi lội thỏa thích, bạn đi bộ dã ngoại và nhìn thấy một vách núi lý tưởng để trèo lên. Bạn chuẩn bị trang thiết bị và đặt mỗi bàn tay lớn trên một tảng đá vừa vặn. Tay bạn bám rất chắc và bạn treo mình trên nhiều tảng đá khác nhau, không phải là kích cỡ điển hình để leo bằng 10 ngón tay. Bạn trèo lên đỉnh núi và chiêm ngưỡng cảnh nông thôn đẹp sững người. Một bộ vest được là phẳng phiu và nụ cười tự tin. Đúng vậy, bạn đã sẵn sàng để hoàn thành xuất sắc cuộc phỏng vấn. Bạn bước vào tòa nhà như thể bạn sở hữu nó và đang đợi một người hộ tống bạn tới văn phòng CEO vậy. Ai nấy đều thấy vẻ tự tin và sắc sảo của bạn. Bạn được mời vào phòng phỏng vấn. Bạn nở nụ cười thu hút và chỉnh trang lại bộ vest. Bạn bước vào phòng và đưa tay ra. 20 ngón làm cho cái bắt tay của bạn rất có lực và làm cho CEO ấn tượng cũng như háo hức muốn tìm hiểu thêm về bạn. Bạn ra khỏi tòa nhà với thái độ của người chiến thắng và không lâu sau, họ gọi bạn lại cho một cuộc phỏng vấn khác. Ok, bạn làm được mà. 20 túi thực phẩm trong cốp xe hơi và một chuyến đi. Con đường rất dài và có nhiều khúc ngoặt và dốc. Bạn duỗi ngón tay ra và bẻ khớp. Bạn lên kế hoạch phân bổ cân nặng để chia đều trên mỗi bàn tay. Với 20 ngón tay, bạn xách được các túi khác nhau. Mỗi tay cầm 10 túi. Tuy nặng nhưng này, hãy nghĩ rằng đó là bài tập hiệu quả cho chân và vai của bạn. Bạn lấy đồ ra khỏi cốp và nhanh chóng băng qua đường về đến tận nhà. Thành công! Chỉ trong một chuyến đi, bạn đã mang về được toàn bộ túi, trừ một. Ôi khoan đã! Thôi không sao. Bạn lồng các túi vào nhau trước khi rời đi, nhưng bạn thật sự cần quay lại xe và đóng cốp. Sau một ngày dài ở công ty, bạn cần gặp một người bạn đã lâu không gặp và hôm nay bạn đã làm việc quá vất vả. Trên đường đi, bạn nhìn thấy một tiệm làm móng nên đã ghé vào để làm móng sơ qua. Nhưng với 20 ngón trên mỗi bàn tay, việc này giống như làm móng cho hai người vậy. Thời gian vẫn cứ trôi và bạn mới được làm xong một bàn tay. Bạn của bạn gọi điện và nói rằng cô ấy đang đợi bạn ở một quán cà phê. Sang đến bàn tay kia. Sau một hồi, bạn cũng hoàn thành và vội vàng đến gặp bạn. Tuy đến trễ, nhưng ít ra trông bạn rất xinh. Bạn đang tham dự một buổi ra mắt công nghệ. Ở đó, hàng chục người đang giới thiệu các sản phẩm mới. Có nhiều mẫu điện thoại lớn hơn một chút so với mẫu phù hợp với người dùng 10 ngón tay và người thuận cả hai tay. Những mẫu điện thoại này khá lớn và có thể được coi là máy tính bảng mini. Bạn cầm một chiếc điện thoại mẫu và nhấn vào. Vì bạn có 4 ngón tay cái nên việc gõ trên bàn phím rất trơn tru và dễ dàng. Màn hình khá dài nên các ngón tay của bạn đều có chỗ đặt. Bạn chuyển sang máy tính và có một sản phẩm thú vị hút mắt bạn. Một chiếc máy tính xách tay có bàn phím rộng cho ngón tay của bạn dễ dàng gõ chữ. Bạn mở một tập tin và đánh máy. Bạn ngạc nhiên với tốc độ gõ hiện tại. Nhưng tiếc là bạn phải đợi cho đến khi nó được ra mắt chính thức rồi mới có thể mong sở hữu sản phẩm tuyệt vời này. Bạn đang ở phòng gym, khởi động và chuẩn bị cho bài tập tiếp theo. Bạn bước vào võ đài quyền Anh và tập đấu với một bao đấm. Vì mỗi bàn tay có 20 ngón tay nên nắm đấm của bạn cũng mạnh và ổn hơn nắm đấm 5 ngón bình thường. Sau mỗi cú đấm, bạn duỗi người và tiếp tục tập đấu. Bạn chuyển sang các bài tập khác để chuẩn bị cho ngày trọng đại. Bạn đang ở trong rừng, thực hành ngắm bắn cung. Bạn xếp hai lon cạnh nhau rồi xếp chồng hai lon nữa lên. Bạn cầm cung tên và dùng 10 ngón trên mỗi bàn tay kéo dây cung về phía sau. Bạn giữ chắc hai mũi tên và thả ra. Vậy là bạn dễ dàng bắn trúng hai chồng lon. Giờ thì hãy tăng độ khó bằng cách đặt 4 lon cạnh nhau. Bạn xoay cung sang một bên và kéo các mũi tên cho đến khi căn đủ lực. Bạn thả tay ra. Bạn lùi lại và để các mũi tên bay đi. Lại một thành công nữa. Bạn bắn đổ 4 lon dễ như trở bàn tay. Nếu có 20 ngón trên mỗi bàn tay thì bạn sẽ cần ít nhất 7 hoặc 8 bia hồng tâm cạnh nhau. Cung sẽ dài nhưng việc nhắm bắn mục tiêu sẽ không dễ dàng. Sau khi tập trung cao độ, bạn thả các mũi tên ra và bắn chúng vào chính giữa hồng tâm của các bia. Việc sở hữu 50 ngón trên một bàn tay sẽ thay đổi ngoại hình và cách đi đứng của bạn. Vì bàn tay trở nên nặng trĩu nên bạn sẽ cần một bộ cánh tay chắc khỏe để giữ thăng bằng và hỗ trợ các ngón tay. Mọi thứ đều sẽ lớn, bao gồm điện thoại và máy tính xách tay. Đàn guitar sẽ được thiết kế sao cho phù hợp với số lượng ngón tay có thể chơi trên cần đàn. Nếu một cây guitar thông thường có 6 dây trên cổ, thì những cây guitar khoái vật này sẽ có từ 30 đến 40 dây. Âm nhạc sẽ không bị giới hạn trong thiết kế của con người và có thể đạt được nhiều hơn thế. Mọi nhạc cụ như kèn, piano, đàn hạc và saxophone đều được thiết kế sao cho phù hợp với điều kiện vật lý hiện tại, nghĩa là 50 ngón trên mỗi bàn tay.
Một ban nhạc 3 người sẽ mang đến âm thanh như cả dàn nhạc, và một dàn nhạc sẽ mang đến âm thanh gấp 5 lần. Bạn đang đứng thư giãn ở nhà, chơi điện tử cùng với một người bạn. Mỗi tay cầm chơi game đều to bằng một chiếc bàn cà phê. Một bàn tay nâng đỡ được 50 ngón tay không phải là chuyện đùa. Vì vậy, có một chân để nhỏ ghim xuống sàn nâng đỡ cho một tay cầm chơi game lớn. Các nút và tay cầm nhiều đến nỗi bạn chỉ cần nhìn thôi đã rối não rồi. Bạn đang chơi một trò bóng đá và điều khiển riêng lẻ từng cầu thủ một. Với sức mạnh chuyển động và phối hợp tổng cộng 100 ngón tay, não bộ của bạn lớn hơn trung bình và kỹ năng làm nhiều việc cùng một lúc của bạn cũng rất tuyệt vời. Cuối cùng, bạn đã thắng anh ấy. Sau trận đấu lượt về, anh ấy chơi thắng bạn. Trong vòng thứ 3, cả hai đều vào thế bí. Hai bạn chuẩn bị đập tay, vỗ bàn tay 50 ngón của mình vào nhau, tạo ra sóng âm vang đến nhà hàng xóm ở bên kia đường. Nhiều ngón trên một bàn tay đồng nghĩa với việc các món đồ hữu ích trong cuộc sống phải lớn hơn bình thường rất nhiều. Việc đi đến một tiệm trang sức quả là một chuyện đau đầu, vì bạn phải tìm được chiếc nhẫn vừa vặn với một trong 50 ngón trên bàn tay của mình. Sản xuất găng tay là ngành công nghiệp triệu đô vì chi phí làm ra một chiếc găng tay là rất lớn. Vẽ tranh cũng là một thử thách vì việc cầm một chiếc bút cỡ thường không hề dễ dàng. Mỗi chiếc bút và đồ vân phẩm đều lớn hơn gấp 10 lần kích cỡ ngày nay và việc chế tạo ra chúng cũng vô cùng tốn kém. Ly nước trở nên dài hơn hoặc bự hơn để bạn có thể cầm được. Bàn tay to hơn rất nhiều, các ngón tay mọc xung quanh lòng bàn tay, trông như thể một bông hoa hướng dương. Nếu nóng, bạn có thể dùng tay quạt chứ chẳng cần dùng quạt thông thường nữa. Khi xây lâu đài cát trên biển, bạn cũng dễ dàng múc cát hơn. Với thật nhiều không gian trong bàn tay, bạn có thể nặn bóng cát và tạo ra một lâu đài cát siêu to khổng lồ chỉ trong chốc lát. Và nếu bạn chơi ném bóng tuyết, thì hãy chuẩn bị làm đạn đại bác thay vì quả bóng tuyết cỡ thông thường. Ồ, đáng gớm đó nha! Nghe này, một cơn lốc màu đỏ quét dọc theo bờ biển Australia và tiến về thành phố gần nhất. Cơn lốc này độc đáo không bởi màu sắc, mà bởi những gì ẩn chứa bên trong. Đó là những con cá mập trắng lớn, cá mập đầu búa, cá mập hổ và cá mập bò. Cá mập đấy! Chúng bay vào trong cơn bão, ngoạm hàm và cố gắng làm một miếng thịt. Những ai thấy hiện tượng kỳ lạ này từ bên ngoài sẽ nghĩ rằng họ lỡ uống phải rượu. Nhưng đây là sự thật đấy. Một cơn lốc cá mập thực sự có tồn tại đấy. Hay là không? Cùng tìm hiểu nhé! Năm 1877, một cơn lốc xoáy khá bất thường đã tấn công một trang trại ở Nam California. Khoảng 6 con cá sấu nhỏ dài khoảng 30cm từ trên trời rơi xuống vào ngày hôm đó. Năm 1894, một cơn lốc xoáy đi qua nước Anh và thả sứa độc vào mọi người. Có phiên bản kể rằng ngày hôm đó có nòng nọc thay vì sứa rơi xuống đất, nhưng nghe vẫn kỳ lạ. Ở Kentucky năm 1876 có trận mưa hài đen. Tôi thì thấy không hài lắm đâu nhé. Có thịt rơi từ trên trời xuống. Người dân địa phương nếm thử chúng và nói rằng vị giống như thịt cừu hoặc thịt nai. Tuy nhiên, sau đó, các chuyên gia phát hiện có một đàn chim ó đã bay qua khu vực đó. Những con chim cảm thấy không khỏe và nôn ra bữa trưa của chúng ngay trên không trung. Và sau đó, tôi nghĩ rằng những người dân địa phương đã thử nó cũng nôn luôn. Năm 1947, cá từ trên trời rơi xuống Marshville, Louisiana. Năm 2005, một trận mưa mang theo hàng ngàn con ếch ở Serbia. Năm 2010, một thị trấn nhỏ ở Úc đã hứng chịu một trận mưa cá rô. Và bây giờ, hãy tưởng tượng rằng tất cả những hiện tượng kỳ lạ này là do một tập đoàn phản diện nơi có những thiên tài độc ác làm việc. Và một trong số đó là bạn. Vì vậy, bạn quyết định tạo ra trận đại hồng thủy tự nhiên đáng kinh ngạc nhất trong lịch sử, một cơn lốc cá mập. Nghe thì bất khả thi, nhưng bạn sẽ cố gắng, bởi vì bạn cũng rảnh háng mà. Thế thì trước tiên, chúng ta cần hiểu máng xối là gì. Đó là một cột không khí xoay tròn, chứa đầy mây. Dòng xoáy này xảy ra trong cơn giông bão, khi không khí ấm giải phóng một lượng nhiệt lớn. Nhiệt lượng này trở thành năng lượng, dịch chuyển các dòng không khí tăng lên. Không khí ẩm ấm này bay lên và không khí lạnh, khô đi xuống. Sự chênh lệch nhiệt độ duy trì sự thiếu ổn định và giúp lốc xoáy phát triển. Khi hình thành trên mặt nước, cơn lốc xoáy sẽ trở thành vòi rồng. Nó có thể hút các hạt nước biển, một số vật thể và thậm chí là cả cá nữa. Nhưng mọi thứ đều phụ thuộc vào sức mạnh của cơn lốc này. Bạn có thể đã nhìn thấy nó khi những cơn lốc xoáy nâng ô tô lên không trung
hoặc xé toạc mái nhà của các tòa nhà. Có một đoạn video trên Internet quay cảnh một cơn lốc xoáy thổi bay những con bò lên không trung, và một con bò bình thường nặng khoảng 635 cân đấy. Để so sánh, cá mập trắng lớn nặng khoảng 2.000 cân. Nếu một cơn lốc xoáy có thể nâng được nhiều bò, thì nó cũng nâng được một con cá mập. Nhưng ngoài loài cá mập trắng lớn, còn có cá mập hổ, cá mập bò và cá đầu búa. Tất cả chúng đều nhẹ hơn cá mập trắng, vì vậy chắc chắn rằng lốc xoáy cũng có thể nâng chúng lên không trung. Được rồi, bây giờ ta có thể xác định được khả năng rồi. Bước tiếp theo là tạo ra một cơn lốc xoáy thực sự. Để làm điều này, bạn cần làm nóng không khí và sau đó làm cho nó quay. Không khí lạnh sẽ bắt đầu đi xuống và bạn sẽ có gió lốc. Một kỹ sư đến từ Canada tên là Lewis đã chế tạo thiết bị tạo ra lốc xoáy. Anh ấy đã tạo ra một số nguyên mẫu trước khi lắp ráp một động cơ xoáy thực sự. Theo anh, ai cũng có thể làm được. Tuy nhiên, loại lốc này rất nhỏ. Thiết bị của anh tạo ra những luồng khí mỏng xoáy và tạo ra những cơn lốc xoáy nhỏ, sau đó nhanh chóng tan biến do gió mạnh. Lewis bắt đầu phát triển ý tưởng này để có được một nguồn điện mới. Nhưng anh cần tạo ra một cơn lốc xoáy khổng lồ bay lên bầu trời để cung cấp năng lượng cho nhiều ngôi nhà. Anh không có đủ tài chính và cơ hội để làm điều này. Nhưng nơi bạn làm việc có đủ tiền để làm thế? Bạn đầu tư vài triệu đô la vào khái niệm về động cơ xoáy. Bạn xây dựng một số tua bin lớn đẩy không khí đến một điểm và sau đó làm nóng nó với sự trợ giúp của một máy phát điện mạnh. Để cung cấp cho cơn lốc xoáy của bạn sức mạnh hủy diệt hơn, bạn điện khí hóa bầu khí quyển. Bạn có thể điều khiển cơn lốc xoáy và thay đổi hướng của nó bằng bảng điều khiển đặc biệt. Cái đồ nhà khoa học điên xấu xa này nữa. Rồi bạn đến bờ biển Australia, nơi có rất nhiều loài cá mập khác nhau. Để buộc chúng tập trung lại một chỗ, bạn phải ném vài tấn thịt băm xuống vùng nước gần bờ. Tôi gợi ý là không nên làm thế bằng tay chân nhé. Đám mập ngay lập tức lao tới đó ngay khi ngửi thấy mùi thức ăn. Nhưng có một vấn đề, loài vật này cảm nhận được sự thay đổi của thời tiết và không tiếp cận tâm bão. Vì vậy, để khiến cá mập chấp nhận rủi ro, bạn cần khiến chúng đủ tức giận và đói khát. Cố lên, tiến sĩ Doofenshmirtz xấu xa. Bạn chi hàng triệu đô để tổ chức đánh bắt cá quy mô lớn. Bạn ném những tấm lưới khổng lồ xuống nước và trong vòng một tuần, bạn sẽ bắt được tất cả cá, động vật, có vỏ và các sinh vật biển khác có thể trở thành bữa tối cho cá mập. Bạn di chuyển toàn bộ con mồi vào bể cá khổng lồ và chờ đợi lũ cá mập đói. Vài ngày sau, bạn nhận thấy có rất nhiều cá lớn tụ tập gần bờ để tìm kiếm thức ăn. Sau đó, bạn mua vài tấn thịt bò xay từ một số cửa hàng bán thịt. Bạn đặt nó vào một thùng chứa lớn và nâng nó lên với sự trợ giúp của trực thăng. Bạn thả thịt ở nơi có nhiều cá mập. Bữa trưa này thu hút cá trong bán kính 1,6 cây số. Đúng lúc này, một con tàu lớn với máy tạo lốc xoáy tiến vào bờ. Cơ hội ngàn vàng tới rồi mà lại. Bạn khởi động động cơ và những luồng không khí ấm áp mạnh mẽ tích tụ trên bầu trời. Điện nhấp nháy và ngưng tụ tạo ra mưa. Một cơn lốc mạnh mẽ bắt đầu hình thành trên bầu trời. Bạn điều khiển nó và hướng nó về phía đám cá mập. Cơn lốc kéo những miếng thịt bò ra khỏi nước. Những hạt bụi trộn lẫn với thịt và cơn lốc chuyển sang màu đỏ. Ôi, tôi sắp nôn đến nơi rồi. Bạn tăng sức mạnh của gió và xem cá mập bắt đầu bay lên không trung như thế nào. Chính xác hơn là chúng nhảy lên khỏi mặt nước để đớp thịt và cơn lốc xoáy cuốn chúng đi. Khi có nhiều con cá mập ở trong vòng xoáy, bạn hướng chúng vào bờ. Mọi người đang chạy loạn trong kinh hoàng. Vài con cá mập rơi trở lại nước và một số rơi xuống bãi biển. Cá mập đầu búa rơi ngay vào bếp của một nhà hàng ven biển và ăn sạch thực đơn ở đó. Cá mập gì mà ăn như lợn. Bạn điều hướng lốc cá mập vào thành phố. Cơn bão cuốn cây cối và ô tô lên không trung và xé toạc mái nhà. Vài con cá mập rơi xuống đường. Mọi người đang chạy theo các hướng khác nhau. Vòng xoáy cá mập đi qua thành phố làm phân tán đàn cá mập. Tất nhiên, cá mập không bò trên mặt đất và không cố ăn thịt người đâu. Chúng chỉ bị sốc và không hiểu chuyện gì đang xảy ra thôi. Thì mới là lốc cá mập thử nghiệm thôi mà. Ngay cả dưới đại dương, cá mập cũng không thích cắn người. Tất cả các cuộc tấn công đều xảy ra do cá mập nhầm chúng ta với hải cẩu hoặc các sinh vật biển khác. Tức đồ ăn của chúng thôi. Ngoài ra, mấy chú cá có thể bơi đến gần con người vì tò mò. Và bây giờ chúng mất phương hướng và gặp vấn đề nghiêm trọng về hô hấp. Cá cần dòng nước liên tục đi qua mang để lấy oxy.
Tùy thuộc vào loài, cá mập có thể tồn tại mà không cần nước trong vài phút đến một giờ. Lúc này bạn nhận ra rằng mình đã thực hiện không phải một kế hoạch xấu xa, mà là một điều ngu ngốc đã khiến biết bao chú cá phải chịu đau khổ. Giờ bạn cần phải sửa chữa mọi thứ. Bạn có máy bay trực thăng có thể vận chuyển cá trở lại đại dương, nhưng chúng đang co giật và nghiến răng vì sợ hãi. Vì vậy, để xoa dịu chúng, bạn sử dụng phi tiêu có thuốc an thần. Sau đó bạn giúp lực lượng cứu hộ buộc chặt cá mập vào trực thăng và nâng chúng lên không trung. Bạn phải bắt được một con cá từ một căn hộ trên tầng 7. Một con khác đang nằm trong công viên, một con cá mập đầu búa đã gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng trên đường. Và con cá mập hổ này thì rơi vào xe cứu hỏa. May mắn thay, tất cả chúng đều có làn da dẻo dai và cơ bắp khỏe mạnh để bảo vệ chúng khỏi bị hư hại. Bạn nhặt tất cả đống cá mập và đưa chúng trở lại đại dương. Không ai và không có thứ gì bị tổn thương ngoại trừ một điều, danh tiếng của bạn. Bạn đã thất bại trong kế hoạch độc ác của mình và cần phát triển thứ gì đó mới. Lần này, bạn sẽ tạo ra thứ gì đó thực sự khiến mọi người khiếp sợ. Bạn sẽ phát minh ra một kênh YouTube không có gì ngoài quảng cáo. Kết thúc thay thế, bạn sẽ tạo ra một trận lũ nhện khổng lồ. Eo ơi!